Thưa quý vị, câu chuyện ba mẹ con trong một gia đình bị bệnh lý về tuyến giáp, đây không phải là kịch bản trong một bộ phim truyền hình mà là câu chuyện thực tế. Gần đây, khoa ung bướu của Bệnh viện Đa khoa An Việt đã phẫu thuật 3 người trong số họ. Những lời hỏi thăm ân cần của bác sĩ dành cho bệnh nhân. Những cái nắm tay thật chặt của bà lão 76 tuổi cứ lưu luyến chẳng muốn buông. Đây là hình ảnh đẹp của bác sĩ và bệnh nhân mà chúng tôi đã bắt gặp tại khu điều trị của Bệnh viện An Việt. Trong số những bệnh nhân đang điều trị tuyến giáp tại đây, ba mẹ con bà Đinh Thị Nười ở xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng vừa được bác sĩ Mai Văn Sâm phẫu thuật tuyến giáp và đưa ra phác đồ điều trị cụ thể. Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của cả ba mẹ con bà Nười đều ổn định. Đó là bác sĩ là nói là quyết giáp hai thùy, một trong thì sức khỏe rất bình thường. Ăn được, ngủ được. Chưa mẫu thuật là nghĩ là chỉ là cái họng thôi. Xong bắt đầu là đi sang bệnh viện họng khám. Thì tiếng nó cứ khàn khàn mà nó cứ khó chịu. Vậy sau thì bác sĩ họng người ta cũng chỉ bảo là mình chỉ viêm họng thôi. Vậy sau thì mình tự mình đi khám, mình đi siêu âm tuyến giáp. Thì nó ra rất là nhiều nhân. Vậy là ba mẹ con lên đây thì gặp bác sĩ Sâm thì bác ấy nói là nhân rất là xấu, mà thế là tiên là chỉ có một con gái lý thôi. Sau đó thì gặp dẫn chị dâu lên, sau đó là dẫn mẹ lên để khám như nào. Nhưng mà tức là bệnh của mẹ với của chị cũng nặng. Thì tất cả là cả gia đình đều là bác sĩ tay bác sĩ Sâm mổ. Nói nhưng có mổ xong cái không? Cô xuống là người cô thấy là dễ chịu. Mà đến hôm nay, hôm đầu tiên là cô còn ngạn, nhưng hôm nay là nó không ngạn nữa, là nó xuống là cô rất dễ chịu rồi. Không có gì cả. Bác mổ là ba mẹ con chúng tôi đều là an toàn, đẹp. Tôi cảm ơn bác sĩ Sâm và các cô. Theo bác sĩ Mai Văn Sâm, chuyên gia phẫu thuật tuyến giáp của Bệnh viện Đa khoa An Việt cho biết, gia đình bà Nười là trường hợp khá hiếm gặp khi mà cả ba mẹ con cùng mắc các bệnh lý liên quan đến tuyến giáp. Tố gia đình thì đều là một trong những yếu tố mà người ta gợi ý đến. Ví dụ như là có những người thân ruột thịt của mình mà đã từng bị bệnh tuyến giáp hoặc là ung thư tuyến giáp thì cái tỷ lệ ung thư sẽ cao hơn. Thực ra thì ung thư tuyến giáp để mà khám và chẩn đoán rất đơn giản, rẻ tiền mà không độc hại, đó là chúng ta đi khám định kỳ và chúng ta siêu âm tuyến giáp, và nếu cần thì chúng ta có thể là chọc tế bào thêm để chúng ta chẩn đoán được là cái tỷ lệ ung thư nó xác suất nó thêm 30% nữa. Qua trường hợp của gia đình bà Nười, bác sĩ Mai Văn Sâm khuyến cáo nếu thấy xuất hiện khối u ở cổ thì cần đi khám chuyên khoa ngay. Còn đối với những trường hợp không có triệu chứng lâm sàng thì vẫn nên đi khám định kỳ để phát hiện sớm nhất, từ đó có hướng tầm soát điều trị bệnh kịp thời. Qua câu chuyện trên chúng ta thấy rằng ở đâu đó vẫn có những người bác sĩ tận tâm với nghề, tận tâm với người bệnh. Ý đức mãi mãi là cái đẹp của cuộc sống. Chẳng bao giờ hết những người mẹ hiền, cũng như bao giờ cũng có những người thầy thuốc tốt. Ai đã từng được bác sĩ chữa bệnh, chăm sóc đều biết ơn họ. Sự tri ân không chỉ tính bằng ngày, bằng tháng mà bằng năm, có khi bằng cả cuộc đời mình. Tôi chưa bao giờ đánh mất niềm tin ấy. Niềm tin được định ngôn, lương y như từ mẫu. Bệnh viện An Việt là bệnh viện tư hàng đầu về thăm khám, chẩn đoán và điều trị tuyến giáp, ung thư tuyến giáp. Bên cạnh đó, Bệnh viện An Việt còn được nhiều bệnh nhân biết đến là nơi khám và phẫu thuật u tuyến giáp, tai mũi họng, nam khoa, sản phụ khoa uy tín hàng đầu tại Hà Nội. Những hình ảnh của các y bác sĩ của Bệnh viện An Việt cũng khép lại bản tin An Việt TV ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.